Bạn là tân cử nhân luật, bạn đang là chuyên viên hoạt động trong lĩnh vực pháp lý, kế toán, nhân sự hay kinh doanh. Bạn đang mong muốn trở thành pháp chế viên cho các doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam nhưng lại thiếu kinh nghiệm. Vậy thì đừng bỏ lỡ cơ hội đồng hành cùng chúng tôi. Học viện Pháp chế ICA, cơ sở đào tạo pháp chế doanh nghiệp uy tín hàng đầu, tự tin cam kết về chất lượng. Tại đây chúng tôi có đội ngũ giảng viên là giám đốc pháp chế của các tập đoàn, giám đốc các công ty luật tên tuổi tại Việt Nam. Các bạn sẽ được đào tạo kỹ năng và được học các kiến thức chuyên môn từ tài liệu đúc kết nội bộ và được kiểm định thành công từ nhiều khóa đào tạo. Kết hợp phương thức học đa dạng, không chỉ học trực tuyến tại học viện, chúng tôi còn mở các lớp học online để phù hợp với công việc của nhiều đối tượng học viên, linh động trong môi trường học tập bởi chúng tôi tự tin có thể mang lại cho bạn một liệu trình học tiết kiệm thời gian nhưng đạt hiệu quả tối đa và hỗ trợ học viên của ICA sớm có cơ hội hành nghề. Học viên hoàn thành khóa học sẽ được nhận chứng chỉ đào tạo và có cơ hội được định hướng việc làm phù hợp. Bạn sẽ có cơ hội được tiếp cận và đào tạo trong một môi trường chuyên nghiệp với cơ sở vật chất hiện đại và cam kết chất lượng chuyên môn hàng đầu. Khi đăng ký ngay bây giờ, các bạn sẽ có cơ hội được nhận nhiều ưu đãi như cấp chứng chỉ ngay sau khi hoàn thành khóa học, sở hữu tài liệu học tập và văn phòng phẩm trong quá trình học tập, được học lại các khóa học khác khi không thể tham gia, nhận lại một voucher trị giá 2 triệu đồng khi đăng ký các khóa học tiếp theo, ưu đãi học lại toàn bộ khóa học. Trở thành thành viên của cộng đồng pháp chế ICA sẽ là cơ hội để được hỗ trợ hành nghề và những món quà chỉ dành riêng cho học viên của ICA. Còn chần chừ gì nữa mà không liên hệ ngay với chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn ở ICA nhé!